vô duyên. Kịch cỡm lớp bịch. Gì vậy? Khó ưa. Nè, tự nhiên ngồi nằm bấm gì vậy? Khôi nè, trời đất ơi, nghĩ sao vậy hả? Lên nói chuyện đồ này kia tưởng mình là MC nổi tiếng thôi. Trời đất ơi, nói chuyện giỡn hớt đồ. Vô duyên vô cùng luôn á. Mà mấy chục ngàn người xem. Ủa xem gì? Vô xem hàng khủng của nó thì có chứ xem gì. Thấy không có gì hay ho để xem á. Nè, anh coi coi. Thôi bình thường mà anh chỉ cần liếc nhẹ qua nhỏ nào thôi là em bắt đầu em quạo lên với anh. Bây giờ bắt anh coi ba cái khủng 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 làm cái gì? Ủa anh tính coi gì? Thì ai biết em nói gì khủng khủng đó. Ý của em á lại kêu là anh coi là coi cái lượt xem nè, với coi cái cách của nó nè. Cái cách của nó bán hàng nè, nó đang bán hàng cạnh tranh với vợ anh đó, hiểu không? Không quan tâm mấy cái này vợ ơi. Anh phải quan tâm, tại vì cái vấn đề bây giờ là nó đang cạnh tranh bán hàng với em. Nó đang đạp đổ chén cơm nhà mình, nó không cho mình ăn cơm đó, anh hiểu không? Mới gì người ta bán thì người ta bán thôi chứ đạp đổ gì của mình đâu. Thôi anh ơi, anh đừng có nghi thơ khờ khạo như vậy. Người ta xem nó nhiều, người ta mua hàng của nó nhiều thì người ta sẽ không mua hàng của em, đúng không? Đó giờ anh không quan tâm này nhiều, nhưng mà theo anh biết là nếu bây giờ em muốn bùng nổ là em phải làm một cái điều gì đó để cho người ta chú ý đến mình á. Đúng rồi, phải làm cái gì đó cho người ta chú ý đến mình. Vừa phải là độc nè, vừa phải đẹp, vừa phải lạ nữa, người ta mới chú ý mình. Độc, đẹp, lạ, phải có cái gì để khoe nữa mới được. Không, anh nghĩ là em cũng không có nên khoe đâu, tại vì em đâu có gì đâu khoe. Em đâu có gì đâu khoe. Ồ, em cũng có... À, nè, ơi. Anh dở. Từ từ, để em suy nghĩ, em mệt quá. Cái chuyện này nó căng thẳng lắm, em biết không? Đúng rồi. Phải có cái gì đó gây sốc mới được. Hả? Em có cái để khoe, em có cái để gây sốc rồi. Hi, xin chào các mẹ, chào các chị, các cô, các dì, các chị em bạn dì, các chị em tiểu thương. Xin chào, ngày hôm nay chắc là mọi người thắc mắc không biết là An livestream gì cái chuyện gì đúng không nè. Phải có một vấn đề gì đó An mới livestream chứ. Ngày hôm nay An sẽ bật mí cho mọi người một bí mật mà mọi người sẽ bật ngửa luôn đó. Và bí mật đó chính là... Đây, cổ lên nặng. Không phải là chồng của An bị niễn đâu nha, mà tại vì đeo vàng nặng quá cho nên mỗi cổ mọi người. Chồng của An cũng không phải là thầy bói mù luôn, đeo cái này để tạo cái phong cách đó mọi người. Anh giơ tay chào mọi người đi, anh giơ cái tay chào mọi người đi anh. Chồng giơ tay lên. Không phải là chồng An bị liệt đâu nha mọi người, mà tại vì vàng đeo nặng quá, giơ cái tay lên không có nổi đây nè. Chào mọi người đi, chào. Chào bên đây nữa, chào. Mọi người thấy không, bởi người ta nói á, chị em phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng. Nè chồng An này nhìn đi. Đẹp trai á thì không có đẹp trai lắm, nhưng mà được cái có tiền. Có tiền nhiều lắm. Anh làm gì có tiền vậy? Anh làm nhiều có tiền, anh ý anh vậy đúng không? Anh làm nhiều có tiền đúng không? Đây, anh giới thiệu những cái này. Trời nặng quá. Cái đống dây này nè là 4kg, trời nặng quá. Muốn gãy cái ngón tay luôn gì đó. Còn cái đống này, cái đống cái hai chiếc lắc này là mỗi cái là 1kg, là mỗi cái hai là hai cái là 2kg đó mọi người. Còn cái đống nhẫn này là 10 cây lận đó. Trời ơi. Cái điều đặc biệt nữa nè, đây dơ lên chồng đây. Mấy cái hộp này á, là hộp này là thiên thạch đó mọi người. Thiên thạch mà ngày xưa mấy ngàn năm về trước nó nổ ra, nó vỡ ra, cái xong người ta lụm những cái mảnh vỡ đó về người ta tinh luyện, phải tinh luyện mấy chục năm nữa sau đó chứ họ mới mài mòn và họ mới đem kết vô cái chiếc nhẫn như vậy. Thực ra hôm nay An livestream này còn một mục đích nữa là muốn bán hết tất cả số vàng này cho mọi người. Biết sao không, nhà vàng nhiều quá, bây giờ không còn chỗ đi nữa. Mỗi lần đi là phải dẹt vàng ra đi, cực quá. Còn nhiều nữa, lát An chụp hình, An gửi lên cho mọi người xem. Xong rồi An báo giá cho, xong rồi gửi địa chỉ cho An sẽ ship tới tận nhà luôn nha. Nhớ nha các mẹ, nhớ nha. Rồi, xin chào các mẹ, cảm ơn các mẹ đã theo dõi livestream, đã chia sẻ livestream của An. Xin chào, chào mọi người đi chồng, chào. Ai, trời ơi, nói gần 3 tiếng đồng hồ khát khô cả cổ luôn á, khàn tiếng luôn á chồng. Mà sao chồng không nói gì phụ em hết vậy? Thôi dẹp đi vợ ơi. Ủa, sao em nghĩ sao, nhà mình làm gì có tiền mà mày đặt bán vàng cho người ta và đưa anh đeo ba cái gì đâu không à? Ủa anh sao vậy? Cái này là cái chiêu buôn bán của mình, anh thấy không? Nãy 5.000 mấy người xem đó. Cái vấn đề 5.000 mấy người xem hay không anh không cần biết, nhưng mà bây giờ mình bán cái vàng này cho người ta là vàng giả, em hiểu không?
Ủa thì em có nói vàng thiệt đâu. Anh sao anh tự nhiên cái anh quạo với em. Em nghĩ sao vậy? Cái giá vàng này em bán nó gần bằng với lại cái giá vàng thiệt. Bây giờ lỡ người ta nghĩ là mình bán vàng thiệt rồi người ta sẽ thương mình là tội lừa đảo, bắt hai vợ chồng bỏ tù chết luôn. Nín 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 nghẹt nghẹt vợ nghẹt. Anh mà còn nói bậy bạ nữa bóp nghẹt thở luôn. Được 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 được, có gì tôi nói nghe lại. Anh nghĩ sao vậy hả? Trời đất ơi, em đưa ra cái giá đó ai biểu ngu không chịu trả giá thì chị mua ráng chịu. Cái đó là người ta lầm chứ không phải là do em đâu, đúng không? Anh nè, không biết anh nói vậy đó, còn chuyện em muốn bán thì em bán. Khoan chồng, bây giờ em nhìn kỹ nha. Chồng đeo mấy cái vàng giả này nó hợp vô cùng luôn á chồng. Nhìn nó giả giả sao á, nhìn được lắm chồng. Hay là mai mốt chồng làm gương mặt đại diện cho vàng An Khang đi chồng. Vàng An Khang là gì? Là hai vợ chồng mình nè, An với Khang nè, vàng An Khang. Đúng không? Trời ơi, hợp lý lắm luôn á nè. Trời ơi, anh không ngờ vợ anh hôm nay có được những suy nghĩ nó vĩ đại vậy luôn á vợ. Không phải đâu chồng, bây giờ trên mạng á người ta làm rất là nhiều chuyện gây sốc để người ta kiếm tiền đúng không? Thì vợ chồng mình cũng phải theo thời theo thế rồi chứ. Nó nghe nè, công chuyện của anh bây giờ là chỉ cần đi ship hàng cho em thôi. Em ở nhà em live stream, mỗi ngày mình được mười mấy đơn vậy. Trời ơi, mình mau giàu lắm á chồng. Anh thấy không, từ bán mỹ phẩm mà chuyển sang bán vàng một cái là đời em lên luôn. Lên luôn hả vợ? Ừ, lên bàn thờ luôn. Cái gì lên bàn thờ hả? À, mày nó bả không à? Chú Sáu, hai chiếc nhẫn mảnh vỡ thiên thạch 1000 năm trước. Dì Ba, chiếc lắc hình xích sắt. Anh Thái, dây chuyền 1 ký. Đủ rồi. Chồng ơi, chồng ơi. Ơi gì vậy? Đi ship hàng. Hả? Đi ship hàng nhanh lên. Ship đồ gì? Nè Giang nè. Trời, em bán thiệt hả vợ? Ủa chứ em nói chơi anh hả? Vợ chồng mình sắp giàu rồi, đi ship hàng cho em nhanh lên. Lấy cái này luôn nè. Nè địa chỉ nè đó. Có tiền em ghi sẵn ở trong đó luôn rồi đó. Ủa em khoan đã. Gì mà có dì Ba ở trong đây nữa? Ừ thì dì Ba mua vàng. Trời ơi em ơi, dì Ba là dì ruột của anh đó, là người trong gia đình đó, thì làm sao bán cái này được cho dì Ba đây? Thì dì Ba mua thì bán thôi chứ có làm sao đâu. Vợ ơi là vợ ơi, mình bán cái này á là giống như mình bán một cái đồ giả mà mình gạt người ta vậy đó, làm sao mà bán cho gia đình anh được. Nè chồng, em đã nói bao nhiêu lần rồi, em không hề lường gạt ai hết á. Em không hề nói những cái này là vàng thiệt. Nhưng mà anh thấy làm vậy không được đâu, làm vậy lương tâm anh nó không cho phép. Thiệt, bây giờ anh không biết nó làm sao luôn á. Nó hoài, có nhiêu nó hoài, mệt quá. Thôi em mệt quá, em muốn làm gì em làm đi. Anh không muốn dính vô cái chuyện này đâu. Rồi bây giờ hỏi là một lần cuối cùng anh có đi giao không? Không. Không đúng không? Không giao tôi đi giao. Mệt quá. Có chuyện giao đồ thôi mà cũng kỹ nạnh nhau, không chịu đi giao. Làm cái gì mà đi nãy giờ lâu lắc. Trời đất ơi, về thì về đi mà gọi làm cái gì đây không biết. Nghe nè vợ. Em nè. Trời ơi, cái mặt em bị sao vậy? Em đi giao vàng, người ta biết em bán đồ giả, người ta nhào vô, người ta đánh em. Anh đã nói với em rồi là đừng có làm những cái này chi mà bây giờ làm đó. Bây giờ thấy chưa, thấy hậu quả chưa? Biết rồi mà. Mua mà bố không bán đồ giả nữa. Em rút kinh nghiệm rồi. Sau khi rút em đi em sợ quá. Sợ em bước ra đường người ta đánh em nữa. Biết rồi, nhưng mà bây giờ em đang ở đâu? Em đang ở dưới nhà nè. Ây da, đó thấy chưa, không có nghe lời tôi gì hết á. Tụi này em hứa em sẽ làm ăn lương thiện, em sẽ bán đồ chất lượng, không bán đồ giả nữa, em hứa mà.